Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019. Chúng tôi đang có mặt tại phòng triển lãm của họa sĩ Trịnh Công, được tổ chức tại phòng sinh hoạt Nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, miền Nam California. Và đứng phía sau tôi là họa sĩ Trịnh Công. Ông đang ngồi trước tấm banner giới thiệu về buổi triển lãm ngày hôm nay với chủ đề là câu chuyện của một di dân mới ở Cali. Với những bức tranh mà ông triển lãm trong ngày hôm nay, cũng như là ông ra mắt một tác phẩm mới nhất của ông là Trịnh Công treo trên da vẽ. Quý vị cũng thấy Trịnh Công đã treo trên da vẽ như thế nào với tấm banner phía sau. Trước hết chúng tôi xin chào họa sĩ Trịnh Công. Thưa quý vị, là lần này là lần triển lãm sau 22 năm kể từ lần năm 1997 tôi triển lãm ở tại Little Sài Gòn. Lần đó với cái cuộc triển lãm có tên là Âm Vang Của Đất, và đây cũng là lần thứ ba tôi triển lãm tại Nam Cali. Lần trước đây là tôi triển lãm ở tại Downtown của Los Angeles tại một gallery có tên là LA Accor. Thưa họa sĩ Trịnh Công, và với một cái bề dày mà theo đuổi nghề vẽ này, đây cũng là một cái nghiệp của ông sau khi mà ông theo nghề vẽ này cũng hơn 50 mấy năm rồi. 56 năm. Và chắc chắn đó là định mệnh của tôi. Bởi vì tôi sinh ra hình như là tôi được dẫn dắt đi vào con đường này bởi một cái số phận mà do Thượng Đế cho tôi. Thành ra tôi không biết trước là tôi có theo đuổi được cái ngành này cho đến ngày hôm nay không, là vì hơn 56 năm. Và trong một cái cuộc sống 56 năm đó, tôi trải qua rất nhiều thăng trầm. Bởi vì là một họa sĩ của Việt Nam lớn lên trong thời chiến tranh, và sau đó thì nhiều biến cố dồn dập xảy ra cho tôi và cho rất nhiều người Việt Nam khác. Và hôm nay tôi lưu vong qua Mỹ ở cái tuổi rất là lớn. Trên 70 tuổi tôi đã qua đây, và cuộc triển lãm này đánh dấu là năm tôi 81 tuổi. Đó là một cái thứ nhất là tôi biết ơn cuộc đời đã giao cho tôi một công việc rất là thú vị, một công việc rất là đẹp, và tôi đã sống với nó hết mình, hết lòng cho đến hôm nay. Thưa họa sĩ Trịnh Công, với cái số tuổi mà ông nói là đã lớn tuổi rồi, khi mà phải trải qua cái thăng trầm của thời cuộc, nhất là cuộc chiến Việt Nam, chúng tôi đã biết ông có một thời gian ông đã phải đi tù cộng sản, rồi sau đó ông ra nước ngoài. Vậy sau khi mà ông ra nước, trong thời gian mà ông ra nước ngoài, mà chúng tôi thấy cái tựa đề hôm nay là ông nói câu chuyện của một người di dân mới ở Cali, vậy hình như là nó có một cái điều gì cũng như là làm ông băn khoăn khi mà với số tuổi lớn, với cái nghệ thuật của ông, khi mà sinh sống ở nước ngoài, hình như nó có một cái gì là một trăn trở rất lớn đối với ông. Dạ vâng, đúng vậy. Tại vì đi định cư ở tại Hoa Kỳ nếu còn trẻ thì điều đó rất là tốt, là vì có thể hòa nhập được, có thể sống được. Nhưng tôi đến Mỹ, quyết định định cư ở Mỹ là cái giai đoạn tôi đã gần 80 tuổi, thì chỉ cách đây hơn 5 năm thôi thì tôi mới quyết định cư tại Mỹ. Thành ra cái điều đó rất khó khăn cho một người lớn tuổi, bởi vì người lớn tuổi thường hay tìm về Việt Nam để dưỡng già, để sống an nhàn. Nhưng mà tôi lại qua nơi mà đòi hỏi một cái sự hội nhập rất là cao, và tôi có đủ sức để hội nhập nữa đâu. Nhưng có điều là tôi có nhiều những cái việc thiết thân, và vì vậy của gia đình cho nên là tôi
chấp nhận cái cuộc sống khó khăn của một người lớn tuổi tại Mỹ. Nhưng cái điều đó đã giải tỏa tôi vì cái nền tảng xã hội của Mỹ rất là nâng đỡ, rất là bao bọc cho những người kém năng lực, cho những người có tuổi và những người di dân mới, thì tôi được hưởng được cái nền tảng đó của Mỹ, cho nên là tôi không cảm thấy là càng ngày tôi không cảm thấy là có cái gì khó khăn nữa cả, và tôi đã làm việc với lại cái kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi. Và cuộc di dân của tôi lần này, cái đời sống thay đổi này, nó lại cho tôi một cái ý nghĩ rất là mới, mà tôi giải quyết được vấn đề bế tắc của tôi lâu nay trong sáng tác. Có nghĩa là 25 năm nay tôi vẽ trừu tượng, tôi vẽ loại nghệ thuật hiện đại, loại nghệ thuật dành cho một cái sự cảm nhận rất là đòi hỏi, cái sự cảm nhận rất là khó ở người xem. Nhưng mà đã 25 năm nay tôi sống với cái hội họa trừu tượng, thành ra cho nên nó trở thành một cái tập quán, nó trở thành một cái thói quen khó bỏ được, khó dứt ra được. Bởi vì không ở một cái phần nhỏ nào đó thì tôi cũng có một ít thành công với cái hội họa trừu tượng lâu nay của tôi. Bây giờ tôi qua Mỹ nó lại khác. Tôi ở Việt Nam thì tôi vẽ trừu tượng, vẽ hiện đại thì tôi thấy mình mới, tôi thấy mình có cái gì nó đi trước xã hội văn hóa ở Việt Nam. Nhưng qua Mỹ nó lại khác, nó lại sinh ra cho tôi một cái sự lo âu khác, là chẳng lẽ mình tiếp tục vẽ trừu tượng ở trên nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ là một cái nước khổng lồ về nghệ thuật hiện đại, về các loại nghệ thuật mới nhất của nhân loại, nó phát xuất từ đây. Thành ra cho nên nếu tôi tiếp tục vẽ trừu tượng thì sẽ không ăn thua gì. Và cái điều đó làm cho tôi suy nghĩ phải vẽ cái gì, phải vẽ khác đi. Thì bỗng dưng tình cờ tôi thấy gia đình tôi đi mua hàng rẻ tiền ở Goodwill. Và ở nơi đó tôi nhận thấy nơi đó những di dân rất nhiều màu da, Mễ, rồi Hồi giáo, rồi các dân Ả Rập, rồi người Hoa này kia đều người đến đó tìm nơi đó để mua những cái hàng tốt mà lại giá rẻ. Thì tôi phát hiện ra, ồ, tại sao mình không vẽ về cái đời sống của mình? Lâu nay mình trong tranh mình, thực ra cái đời sống của họa sĩ ít khi người ta tìm thấy trong tranh lắm. Toàn là những giấc mơ, toàn là những điều xa xôi và rất là mơ hồ. Bây giờ đó, cuộc đời tôi đang va chạm một cái nền văn hóa khác. Tôi phải trút bỏ một cái nền văn hóa khác. Thành điều đó nó gây cho tôi một cái cảm hứng là tại sao mình không vẽ về mình, tại sao không vẽ về những người Việt Nam lưu vong ở đây mà mình bắt gặp họ trên đường phố. Mỗi ngày tôi đi qua Bonsa, tôi đi qua những con đường ở Westminster, tôi đều thấy những cảnh ngộ của người Việt lưu vong. Họ có người rất thành đạt, có người rất hạnh tiến, nhưng cũng có người có cuộc đời rất là mỏng manh, rất là trôi giạt. Ví dụ như người homeless chẳng hạn. Anh ta là một người đã vượt biên và sống sót đến Mỹ. Rồi sau đó anh ta làm việc và khá thành công. Thế rồi sau đó anh ta lại dư tiền, anh ta lại đi cờ bạc hoặc là vợ hoặc gì đó, đổ vỡ. Và cuối cùng tôi bắt gặp anh ta hàng ngày mỗi buổi sáng đẩy một cái xe với áo quần, với loan, với những cái đồ gia dụng đi trên đường Bonsa. Thì đó là một hình ảnh mà tôi cảm thấy là mình phải ghi lại. Cũng như một người đạp xe đạp, anh ta là một sĩ quan HO, anh ta qua đây với diện tù cải tạo. Anh ta đạp xe đạp chở những cái bịch đựng đồ recycle
Tôi hỏi thì anh ta nói đi bán để lấy tiền giúp những người bạn nghèo ở Việt Nam. Thì đó là những mảnh đời rất khác, chứ không hẳn là những người thắt cravat, mặc vest thun, đi xe hơi tới những cái công ty. Trên đường phố ở đây rất nhiều cảnh đời đó.